nói với em nếu anh là lính, không biết nói yêu mỗi khi gần em. Ai nói với em tình mình dáng dở, vì đời lính nhiều gian khổ, yêu chỉ cho lòng mong chờ. Ai nói với em lính không sâu nhớ, không có trái tim đang say mộng mơ. Ai nói với em tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dấu bể, không như cũng đàn lời ơ. Ba lô thấy người tình yêu giống, đêm đêm riêng mình nằm gối đầu. Anh thấy nhớ em, anh thấy mến em, ước mơ anh là trời cao. Và làn tóc thương yêu, khi lính đã yêu bươm ghen tình thầm, muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Ai nói với em nếu anh là lính, không biết nói yêu mỗi khi gần em. Ai nói với em tình mình dang dở, vì đời lính nhiều gian khổ, yêu chi cho lòng mong chờ. Ai nói với em lính không sâu nhớ, không có trái tim đang say mộng mơ. Ai nói với em tình người lính trẻ nồng nàn nhưng nhiều dấu bể, không như cũng đàn lời thơ. Ba lô thấy người tình yêu giống, đêm đêm riêng mình nằm gối đầu. Anh thấy nhớ em, anh thấy mến em, ước mơ anh là trời cao. Giọt trăng nhuộm vàng làn tóc thương yêu, khi lính đã yêu bươm ghen tình thầm, muôn kiếp vẫn yêu nói chi ngàn năm. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la lòng đại dương. Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở, tình còn vững bền muôn thuở, bao la như lòng đại dương. Giờ này anh ở đâu? Đồng tiến của em, giờ này anh ở đâu? Từ lâu câu hỏi này đã ám ảnh em kể
kể từ khi miền Nam mất vào tay giặc thủ cộng sản. Anh còn nhớ đồi Tăng Nhân Phú không anh? Hơn 40 năm qua rồi còn gì. Kể từ khi đồng tiến của em mới bước qua ngưỡng cửa lên trường võ khoa Thủ Đức, với dáng điệu bỡ ngỡ, cùng với nỗi buồn lo sợ vẩn vơ, đồng tiến của em đã thầm nghĩ, rồi đây đời mình sẽ ra sao nơi quân trường này. Nhiều cảm nghĩ lại vụt về. Mới tháng rồi chúng mình còn gặp nhau, cùng hàn huyên tâm sự, và cuối cùng anh và em, chúng mình cùng đưa nhau đi ăn đậu đỏ bánh lọt. Thế mà ngày nay anh đã bỏ lại hết sau lưng, kể cả quãng đời học sinh, để hăng say làm tròn bổn phận của một người trai khi tổ quốc cần, khi đất nước gọi. Đồng tiến của em vừa nói đến bổn phận, vì anh đã bỏ hết tất cả những gì mà anh đã và đang có trong tay để mạnh dạn đứng lên thi hành lệnh động viên. Khác hẳn với số đông khác, họ cùng trang lứa với anh, họ cũng từng ngồi chung với anh trong một lớp học, nhưng họ quay lưng trốn chạy. Họ còn cố nại những lý do để hoãn và miễn dịch, hầu cố kéo dài cuộc sống bên ngoài quân đội. Em thật hãnh diện với đồng tiến của em. Thế rồi, sau một năm trời được huấn luyện trên mọi phương diện để trở thành một cấp chỉ huy trong quân đội, ngày anh mãn khóa với cấp bậc chuẩn úy, em trông anh thật có duyên và oai nghiêm. Khác hẳn với dáng điệu ngờ nghệch của những buổi ban đầu, giờ đây anh có dáng dấp trưởng thành, chững chạc, xứng đáng là một sĩ quan xuất thân từ liên trường võ khoa Thủ Đức. Và rồi đây, anh sẽ cất bước tiếp theo các bậc niên và huynh trưởng của anh để phục vụ với một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả mà Tổ quốc và toàn dân mong đợi, tận diệt và ngăn chặn kẻ thù chung của đất nước. Đồng tiến của em, anh còn nhớ không, sau những ngày phép mãn khóa ngắn hạn, anh lên đường trình diện đơn vị mới. Ngày ấy đã không có em đưa tiễn, vì em rất sợ cảnh tay trong tay mà ngấn lệ trào lên khóe mắt, biện diện cho người đi kẻ ở. Thế rồi thời gian cứ tiếp tục dần trôi, chiến trường một ngày một thêm khốc liệt. Bọn cộng sản đã xua các đơn vị chánh quy của chúng vào Nam, khiến miền Nam trở thành một cuộc chiến tranh quy ước. Nhưng đồng tiến của em không nể nguy hiểm, không quản gian lao. Anh và các đồng tiến khác đã có mặt trên khắp mọi chiến trường, từ tận cùng miền Nam nước Việt đến tận địa đầu giới tuyến ngăn đôi. Hào hùng nhất là hơn một tháng trời tử thủ An Lộc. Đồng tiến của em đã cùng các chiến hữu khác chịu đựng các cuộc tấn công ồ ạt, những trận pháo kích hãi hùng của cộng sản Bắc Việt. Bên chúng có xe tăng, có đại pháo, nhưng cuối cùng bọn chúng đã phải thảm bại và bỏ lại hàng ngàn xác của đồng bọn. Đồng tiến của em cùng các chiến hữu khác đã làm nên một trang sử mới, đã làm cho vùng đất An Lộc trở thành ngạo nghễ và làm cho địa danh Bình Long muôn đời anh dũng. Nhưng đồng tiến của em không dừng lại ở mặt trận An Lộc. Xa hơn nữa, đồng tiến của em cũng góp mặt trên chiến trường Trị Thiên. Anh đã hiên ngang chống trả bọn giặc thù, đã giành lại và cuối cùng cắm cao ngọn cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ thành Đinh Công Tráng ở Quảng Trị. Đồng tiến các anh hào hùng lắm. Em dám nói nơi nào có giặc thù cộng sản, nơi ấy có đồng tiến. Gót giày xô của các anh đã dẫm mòn trên các nẻo đường đất nước, và dẫm mòn luôn trên các nẻo đường ngoại biên Hạ Lào và Campuchia nữa. Đồng tiến của em,
Em còn nhớ mùa hè 72, mùa hè đỏ lửa, qua các cuộc hành quân toàn thắng, các anh đã có mặt trên phần đất Snul, đồn điền trước, vân vân ở Campuchia. Anh đã hiên ngang chống trả bọn giặc thù, vào Chiphon ở Hạ Lào, vào tận xào huyệt của bọn Cộng sản Bắc Việt trong cuộc hành quân Lam Sơn 719. Nhưng một ngày kia, em đã nhận được tin đồng tiến của em đã gục ngã và nằm xuống ở một nơi nào đó còn sôi sục mùi lửa đạn và khói súng. Nhận được tin buồn, em vội đến đơn vị của anh để biết cho thật chính xác. Nhưng nơi đây, các cấp chỉ huy hậu cứ đã cho em biết hai chữ thật ngắn ngủi: mất tích, và kèm theo những lời chia buồn theo nghi thức thông thường. Không biết thêm gì hơn, em đành phải quay về, rời khỏi hậu cứ đơn vị của anh. Rời hậu cứ đơn vị của anh, em ra về mang theo nỗi buồn lên đến tận cực điểm. Thế là hết. Dù cho anh có mất tích hay tử trận, cũng cùng một ý nghĩa là từ nay đồng tiến của em đã không về với em nữa. Đồng tiến của em đã khóc thật nhiều. Càng khóc, em càng hãnh diện vì anh. Em biết chắc rằng trước khi nằm xuống, anh đã chiến đấu kiên cường, đã đập tan những đợt tấn công biển người của kẻ thù trước mặt. Anh đã gục ngã để bảo toàn khí tiết của một cấp chỉ huy của đồng tiến khóa 11 và bảo toàn danh dự cho quân trường, nơi đã đào tạo cho anh một sĩ quan không hèn nhát trốn chạy trước quân thù. Liên trường Võ Khoa Thủ Đức danh xưng vẫn trơ gan cùng Tuế Nguyệt, vẫn ngạo nghễ trên ngọn đồi Tăng Nhân Phú. Sao em không biết? Sao em không biết? Sao em không đến chiều nay thứ bảy? Sao em không lại đường vắng em đi? Sao em không lại? Sao em không lại? Quân trường riêng tôi đứng đây, đếm từng chiếc lá thu bay. Sao em không đến? Sao em không đến? Để nắng chiều tắt trên cây xoan già, quanh vắng mình tôi bâng khuâng trông chờ, nghe lòng thương thương nhớ nhớ, nhớ thương người yêu trong giấc mơ. Đời tôi từ ngày khoác áo chiến binh lên đường, thấy rằng lòng mình đã bớt vấn vương. Chiều nay lòng chợt thấy nhớ thương em, thương về mái tóc êm đềm buông dài lấp kín đời tôi. Tôi mong em đến tuần sau thứ bảy, cho tôi không còn tìm áo ai bay, cho tôi không còn đêm bước âm thầm. Nhưng chiều em không đến thăm, vì tôi biết tôi còn có em. Sao
đến chiều nay thứ bảy. Sao em không lại đường vắng em đi? Sao em không lại, sao em không lại quân trường riêng tôi đứng đây đếm từng chiếc lá thu bay. Sao em không đến, sao em không đến để nắng chiều tắt trên cây xoan già. Quanh vắng mình tôi bâng khuâng trông chờ, nghe lòng thương thương nhớ nhớ, nhớ thương người yêu trong giấc mơ. Đời tôi từ ngày khoác áo chiến binh lên đường, thấy rằng lòng mình đã bớt vấn vương. Chiều nay lòng chợt thấy nhớ thương em, thương về mái tóc êm đềm buông dài lấp kín hôn tôi. Tôi mong em đến tuần sau thứ bảy, cho tôi không còn tìm áo ai bay, cho tôi không còn đêm bước âm thầm. Nhưng chiều em không đến thăm, vì tôi biết tôi còn có em. Sao em không đến, sao em không đến, sao em không đến, sao em đồng tiến của em. Đông đảo các đồng tiến bạn anh, sau những ngày tháng nằm dài trong lao tù cộng sản, qua chương trình HO đầy nhân đạo, các anh ấy cùng gia đình đang định cư đều khắp trên các tiểu bang nước Mỹ. Các anh ấy cùng gia đình đã có cuộc sống ổn định trên miền đất hứa. Con cháu các anh ấy đã đỗ đạt, đã và đang đóng góp tài sức nhằm để phát triển đất nước Hoa Kỳ, để đền đáp phần nào sự biết ơn đối với nhân dân Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn cộng sản được tạm dung trên phần đất của họ. Nhưng còn một số lớn, không nhỏ các đồng tiến khác hiện không có mặt tại đây. Các anh ấy vẫn sống trong rừng sâu, núi thẳm để chờ ngày quang phục lại quê hương, hay với ý chí bất khuất, với bản tánh ngoan cường, không chịu khuất phục trước bọn quản giáo ngu dốt và khờ khạo. Các anh ấy vẫn còn bị giam cầm, vẫn còn bị đẩy ải, vẫn ngày ngày làm con vật người nơi rừng thiêng nước độc, trong các trại lao động khổ sai của giặc thù cộng sản. Hay có những đồng tiến khác đã không đến được bến bờ tự do, thân xác của họ đã chìm sâu dưới biển cả mông mênh vì những chuyến vượt biển không thành. Các đồng tiến khóa 11 của em ơi, các anh cao cả lắm. Các anh đã làm tròn bổn phận người trai trong thời loạn. Các anh đã cống hiến cả đời mình suốt một khoảng chiều dài của cuộc chiến. Em biết, ngày xưa hơn 40 năm trước, khi bước chân qua cổng trường Liên trường Võ khoa Thủ Đức, chắc chắn là trong các anh, không một ai trong các anh có ý nghĩ là đang đi tìm danh vọng cho riêng mình. Không phải như vậy. Cuộc chiến đấu của các anh đồng tiến, kể cả đồng tiến của em nữa, phải có chính nghĩa. Những ai có còn lương tri không thể phủ nhận được. Giờ đây các anh đồng tiến hiện đang sống tại vùng trời nước Mỹ cùng gia đình. Chắc chắn
có những đêm hồi tưởng lại suốt 40 năm vận nước của Việt Nam mình. Cũng như luôn thầm nghĩ đến những đồng tiến khác hiện đang ở một nơi nào đó. Không biết các anh ấy cùng gia đình bây giờ ra sao. Em muốn hét thật to lên thấu tận trời cao. Em muốn gào lớn lên xuống tận cùng địa ngục. Chỉ để muốn hỏi một câu: giờ này anh ở đâu? Hỡi các anh đồng tiến của em ơi. Viết để tặng các bạn đồng tiến 11 còn lại và một chút hương lòng cho các bạn đồng tiến khác đã vĩnh viễn ra đi sau cuộc chiến. Vừa truy nha, ngày 2 tháng 10 năm 2002, đồng tiến Võ Thái Hưng. Giờ này anh ở đâu? Được trích trong Đặc San đồng tiến số 32, ra ngày 22 tháng 12 năm 2002. Không là người yêu của Linh, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời sinh? Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng? Ai viết tên em lên tay súng? Nếu em không là người yêu của Linh, ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân? Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mặn giai nhân? Hỡi người em gái xa lòng ơi, hỡi người em trốn xa xôi, áo trinh thơm mùi dây. Có khi em ngờ rằng mình quen nhau từ kiếp trước, đến bây giờ mơ ước tròn tự duyên để má em thêm hồng. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em? Ai băng gió sương cho em đợi chờ? Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời Linh em? Linh, ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân? Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mắt sai nhân? Hỡi người trai Linh em yêu ơi, hỡi người anh trốn xa xôi, áo xanh pha màu lá. Có khi em ngờ rằng mình quen nhau từ kiếp trước, đến bây giờ mơ ước tròn tơ duyên để má em thêm hồng. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em? Ai
băng gió sương cho em đợi chờ. Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính em nghe. Ơi băng gió sương cho em đợi chờ. Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời lính em nghe.